Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp một người phụ nữ năng động, buổi sáng có thể hoàn thành tốt vai trò của một nhân viên văn phòng và chiều tối thì vẫn chu đáo một cách đảm đang với nhiệm vụ của một người mẹ, một người vợ. Tôi không biết là có phải đó là cái miêu tả về chân dung của chị Thanh Huyền hay không, nhưng mà tôi cảm nhận nha, đó với rất là nhiều những công việc như vậy thì cũng đồng nghĩa là cuộc sống của họ sẽ bận rộn hơn, rồi quỹ thời gian cũng sẽ trở nên eo hẹp hơn, và một khi chúng ta đã chạy đua với thời gian như thế thì sẽ dẫn đến tình trạng là mệt mỏi, mất năng lượng, và từ đó thì khó có thể cảm thấy hài lòng với chính cuộc sống và hạnh phúc cuộc sống của gia đình mình được, đúng không? Vâng, tôi không biết là điều đầu tiên tôi vừa nói thì có đúng với tôi hay không, nhưng mà điều thứ hai là cảm thấy mệt mỏi và rất eo hẹp về thời gian thì hoàn toàn đúng với bản thân tôi. Và làm thế nào để có thể tìm lại sự cân bằng, nhất là khi người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại đang phải đối mặt với quá nhiều những căn bệnh xã hội như là trầm cảm sau khi sinh hay là bà mẹ đơn thân rồi stress, thì xin mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Linh Đan và tiến sĩ tâm lý trị liệu Phan Huyền Trân. Xin chào quý vị khán giả, vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là tiến sĩ tâm lý trị liệu Phan Thị Huyền Trân và chị cũng chính là người đã thành lập nên lớp học nghệ thuật quyến rũ. Xin chào chị Trân. Cảm ơn chị đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào Linh Đan và chào VTC14. Vâng, thưa chị thì không biết là trong bức tranh toàn cảnh của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì các chị em phụ nữ có cảm thấy vui vẻ, hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình không ạ? Thật ra thì các bạn dễ hài lòng, nhưng ở đây là chúng ta có nhiều nhiệm vụ quá, nên là các bạn đang tìm cách làm sao để cân bằng được cuộc sống, cân bằng được khoảng thời gian dành cho mình, cho gia đình, cho chồng, cho con và còn cho xã hội nữa. Nên nó vẫn hơi bị trục trặc một chút xíu. Đặc biệt là khi mà có một cái cơn bão của cuộc đời nó đến, chẳng hạn như có một vài sự cố xảy ra, thì là lúc đó là các bạn hay bị mất phương hướng hoặc hơi bị thiếu cân bằng. Và để hiểu rõ hơn, cụ thể hơn cũng như là có một cái nhìn cận cảnh hơn thì xin mời chị Huyền Trân cũng như là mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng xem qua video clip ngắn sau đây mà chúng tôi đã tổng hợp và ghi nhận được. Với hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện đại. Sự cống hiến hy sinh cũng như nỗ lực của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đều nhận được sự đánh giá cao từ gia đình và xã hội. Sống của người phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đó, tương đối là bạn thấy là rất là bận rộn đúng không? Là một ngày thì sáng họ ra là quần vật với rất là nhiều công việc khác nhau. Nên là mình nghĩ là cái điểm khác biệt giữa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh so với những cái người phụ nữ khác là mình thấy là cái sự năng động của họ nhiều hơn. Thành phố Hồ Chí Minh thì nó phải nói là một cái khu kinh tế rất là năng động, nó bậc nhất cả nước luôn. Cái nhịp sống rất là nhanh, rất là vội vã, rất là ồn ào luôn. Thì con người có họ cũng phải chạy theo cái nhịp sống như vậy. Thế nhưng song hành với đó, những vấn đề hay còn gọi là những căn bệnh xã hội khiến những người phụ nữ hiện đại khó có thể hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống của mình lại ngày một càng tăng lên. Là sau khoảng thời gian mà mình sanh thì mình sẽ gặp rất là nhiều vấn đề về tâm lý, về thay đổi hình thể này, về mình phải tạm ngưng công việc của mình này. Mình gặp vấn đề từ nhiều năm mà không có cách giải quyết. Mình bị chứng trầm cảm sau sinh từ 3 năm. Trong công việc của mình nó có nhiều áp lực và có nhiều cái là mình không có chịu đựng được, mình không biết giải quyết như thế nào. Là mình bị đồng nghiệp nữ ghét, không thích. Mình thấy là mình cứ đi làm trong môi trường mà cứ bị ghét như vậy, vì mình khó chịu lắm, ngày nào cũng phải đối mặt với những người như thế, khó chịu lắm. Vâng, như nội dung của video clip vừa rồi thì có vẻ như là cuộc sống hiện đại hơn, bên cạnh mang lại những tiện nghi cho các chị em phụ nữ so với trước kia nhiều hơn thì cũng có mặt trái, đó là khiến cho các chị em cảm thấy áp lực hơn và dường như một ngày 24 tiếng đồng hồ không đủ cho những cái công việc, cho những cái trách nhiệm của họ, đúng không ạ? Vậy thì theo chị, các chị em phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh họ đang phải đối mặt với những vấn đề gì trong cuộc sống ạ? Thứ nhất là với chồng, các bạn ấy đối diện với cái việc là chồng ngoại tình. Thứ hai là chính các bạn ấy, khi cuộc sống hôn nhân nó đổ vỡ và người đàn ông đó không thỏa mãn được những nhu cầu thì chính các bạn ấy cũng là người ngoại tình. Và một trường hợp nữa bây giờ là khá phổ biến, đó là các bạn ấy không yêu được. Nên là rất nhiều cô gái là đang ở tuổi 30, 30 mấy tìm đến đây và tại sao là em không có cảm giác gì với đàn ông. Cộng thêm một việc nữa là thiếu rất nhiều cảm xúc trong lúc làm việc và thiếu nhiều đam mê trong cuộc sống. Đó là những cái trường hợp phổ biến. Và một cái điều mà đáng sợ nhất đó là đối diện với cái việc mình làm single mom, có nghĩa là làm mẹ đơn thân,
À, vậy thì đối với cái trường hợp chị vừa chia sẻ đó chính là gọi là gặp phải vấn đề về gia đình khi đã lập gia đình và có chồng có con rồi nhưng đang phải đối mặt với sự đổ vỡ. Thì làm thế nào để họ có thể tìm lại sự tự tin trong cuộc sống này ạ? Thật ra là chúng ta khi mà có một cái việc gì đó đã đến, chúng ta sẽ phải đón nhận nó từ hai chiều khác nhau. Đó là một chiều tốt và một chiều xấu. Lúc nào nó cũng có hai hướng. Nên cái cuộc đổ vỡ của một cuộc hôn nhân thì nó là từ cả hai phía. Nếu được thì chúng ta sẽ phải xem xét lại và xây dựng cái mối tình đó lại. Đó là lời khuyên đầu tiên của tôi. Còn nếu không được thì là họ đã đổ vỡ rồi, thì chuyện tôi cần làm ở đây đó là giúp họ bước tiếp cuộc sống còn lại, 30 năm còn lại, 20 năm còn lại, trong cái sự tươi đẹp, trong cái việc là xây dựng lại cái cây niềm tin đối với những người đàn ông khác như thế nào. Mặc dù đã đến tuổi 30 và thậm chí là ngoài 30 nhưng họ vẫn chưa thể tìm được cho mình một người bạn đời ưng ý. Họ chắc chắn là cũng không mong muốn điều đó khi mà phải đối mặt với những áp lực từ phía gia đình cũng như là những định kiến từ phía xã hội, đúng không chị? Đầu tiên đó là các bạn hãy tạo cho các bạn một thế giới thật là vui vẻ trước đã. Bởi vì biết đâu trước đây người đàn ông đó đến và họ làm mình đổ vỡ bởi vì trong thế giới mình nó buồn tẻ quá, nó nhàm chán quá. Và chúng ta hãy tạo cho chúng ta một cái thế giới nó giống như sở thú, nó giống như công viên giải trí và thỉnh thoảng nó là đền chùa nếu có thể, để khi người ta cần một sự bình an chúng ta vẫn có đủ điều đó để cho người đàn ông đó. Vậy thì có khi họ phải mua vé vào xem mới chứ. Vâng, và có một xu hướng đang hình thành hiện nay đó chính là bà mẹ đơn thân. Làm bà mẹ đơn thân hay còn gọi là single mom thì chắc chắn là sẽ không bao giờ là dễ dàng. Vậy thì theo chị, đâu sẽ là những cách để họ có thể tìm lại hạnh phúc và tìm lại sự thoải mái cho cuộc sống của mình, đặc biệt là đối với các single mom? Điều đầu tiên là các bạn ấy sẽ phải biết yêu bản thân các bạn ấy trước, lo cho sức khỏe trước. Vì đa số các bạn single mom đến đây các bạn quên mất rằng phải có sức khỏe thì mới có những thứ còn lại. Thì các bạn phải dành thời gian để tập luyện như thế nào để nâng cao sức khỏe của mình, phải giữ cho tâm trí mình ở trong trạng thái cân bằng tốt nhất có thể. Vì khi mà não bộ chúng ta nó hoạt động tốt nhất thì lúc đó chúng ta sẽ sáng tạo được, chúng ta sẽ suy nghĩ được rất nhiều cái tích cực. Nó sẽ giúp được rất nhiều cho cuộc sống của bạn và bạn sẽ có nhiều giá trị để cho con bạn. Thưa chị, có một câu hỏi mà chắc chắn là rất là nhiều các chị em phụ nữ muốn biết, đó chính là tại sao chị lại đặt tên lớp học của mình là nghệ thuật quyến rũ? Phải chăng một người phụ nữ chỉ hạnh phúc khi họ cảm thấy bản thân mình quyến rũ, thưa chị? Thực ra là rất nhiều bạn hiểu nhầm. Chúng ta phải làm việc với phần nửa thế giới còn lại, đó là đàn bà, đúng không? Nên thực ra tôi muốn các bạn quyến rũ tất cả những người còn lại trên thế giới này. Điều đầu tiên là bạn phải tự quyến rũ được bạn trước. Mỗi một sáng bạn thức dậy, bạn nhìn vô gương, bạn đứng, bạn đánh răng, bạn phải thấy là mình có một giá trị gì đó với chính bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Giống như việc là mình có nước, thì khi mà Linh đang lớn đến đang xin mình một ít nước, mình có nước để mình tặng Đan. Điều đó rất quan trọng. Phụ nữ, mình luôn luôn, phụ nữ Việt Nam luôn luôn muốn cho và tặng một cái gì đó cho người bên cạnh. Nhưng khi bạn không có gì để cho người khác cả, thì cái cho của bạn nó trở thành không có giá trị, hoặc nó trở thành áp lực đối với người nhận. Vì vậy, điều đầu tiên để giúp các bạn phụ nữ có một cái hướng đi nó rõ ràng và nó đúng đắn, trở thành một người có giá trị đối với cả xã hội, lẫn gia đình và những người bên cạnh mình, thì đầu tiên hãy giúp thêm một việc là các bạn có giá trị với chính bản thân các bạn trước. Vâng, và rất là hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của chị về ý nghĩa đích thực của chữ quyến rũ, cũng như là những cái lý do khiến cho các chị em phụ nữ cảm thấy chưa hài lòng với cuộc sống của mình và những cách khắc phục, thì mọi người cũng sẽ có những cái cách riêng cho bản thân để khiến cho cuộc sống của mình mỗi ngày thức dậy và cảm thấy nó tươi đẹp hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Vâng, cuộc trao đổi với chuyên gia vừa rồi thì có thể thấy một điều, đó là học cách quyến rũ ở đây thì không chỉ đơn giản là học cách quyến rũ một người khác giới trong chuyện tình cảm nam nữ, mà còn là quyến rũ chính bản thân mình và tất cả những người xung quanh nữa, và mục đích là để có được một cuộc sống thật đẹp và thật hạnh phúc. Ít ra là chúng ta cũng có được bài học từ cái câu chuyện vừa rồi. Tuy nhiên là thật là điều không dễ dàng khi mà cuộc sống hàng ngày đang kéo người phụ nữ hiện đại vào cái guồng chạy, đó là cơm áo gạo tiền. Thế nhưng hạnh phúc có lẽ vẫn luôn luôn là mục đích đến cuối cùng trong cuộc đời của mỗi con người. Thì cho dù có khó khăn, có những gian khó vất vả, thì hy vọng rằng mỗi chị em phụ nữ chúng ta sẽ tìm được con đường ngắn nhất để đến được hạnh phúc của riêng mình. Xin được cảm ơn câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của Linh Đan và Minh Sơn. Và phần tiếp theo của chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 20 tháng 7 năm 2015.